xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc em xin được giới thiệu tên là biểu chuyên bán phong lan rừng tại cao bằng ạ và số điện thoại để cô chú chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849490188 hoặc 0396164604 hiện tại là buổi tối của ngày 18 tháng 12 năm 2023 thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến ngập nhà đủ những cái dòng hàng lan đẹp những cái dòng lan chơi hoa tết chơi hoa sân mà hiện tại đang nhú nụ rất là tuyệt vời luôn để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho người phát hàng giá báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển ạ và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại Cước phí sẽ là 35 000 cho một đơn hàng ạ. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5 000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng. Báo giá đến cô chú chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở là gì em đang có nhé. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú chị đó là cái lô Phượng Vĩ ạ. Với dòng lan siêu dễ thuần dễ chăm với những cần hoa vươn cao rực rỡ với độ cao đến cả mét và phân nhánh chi chít luôn ạ. Và một cái dòng hàng mà cô chú anh chị lấy ghép một giò thì đúng thực sự là đến khi mùa hoa đến sẽ là một cái góc vườn, à một cái góc trời là đỏ, một màu sắc hoa đỏ rực rỡ luôn cô chú anh chị ạ. Giá thì chỉ có 90.000, 80.000 trong kg dòng lan phượng vĩ này thôi. Cây rất là đều rất là tươi luôn như thế này cô chú anh chị nhé. Về cô chú anh chị mình có thể ghép lên trụ hoặc là ghép ở xung quanh cây ở cạnh nhà đều được đấy ạ. Và sang bên này đây thì em có những cây dáng hương đuôi trồn cái mùa này thì mùa cây hơi tóc lá là mùa đông À, nắng hanh khô nên là hanh khô nên là cây sẽ hơi tóc lá của chú anh chị nhé Tuy nhiên thì lại là cái mùa ghép quá là tuyệt vời của những cây lan này Bởi vì là một hơn một tháng nữa thôi bước sang xuân rồi Những cây lan sẽ bắt đầu là bung những cái dễ mới và bắt đầu bán giá thể Là thời điểm mà cây có thể à, phát triển mạnh nhất và dễ thuần nhất của chú anh chị nhé Giá đây chỉ có 160.000 trong 1 kg thôi Và những cái cây mà hiện tại cây đang cụp lá và tóp nước như thế này đấy ạ Thì cô chú anh chị về ngâm dưỡng chất thì cây sẽ hút dưỡng chất rất là mạnh Và để có cô chú anh chị có thể và có thể bật những cái mầm dễ nhanh nhất ạ à. và bên này đây à, là cái dòng lan quế tím này cô chú anh chị này à đây đuôi sóc trước ạ à. đuôi sóc cũng vậy toàn là những cây tuyển chọn thôi rất là đẹp cô chú anh chị ạ à. đuôi sóc đuôi trồn là một trong những dòng bông à, những cái cây những cái cây đơn thân ạ à. những cái cây lan đơn thân được coi là đẹp nhất trong tất cả những dòng hoa lan à, và cái dáng hương đuôi sắc này thì em bán chỉ có 120.000 cho 1kg thôi em bán ngay từ 0,3 kg rồi, tức là 36.000 là cô chú anh chị được một cái giò lan đuôi sắc à, rất là xinh đẹp rồi cô chú anh chị nhé, 36.000 thôi ạ. À. Và bên này đây sẽ là dòng giáng hương quế tím này cô chú anh chị này, quế tím ạ, à, lô quế tím về phải nói là hàng đẹp mộng mơ luôn những cây quế tím, cái mùa hanh khô như vậy mà cây còn rất là tươi luôn cô chú anh chị này, cây rất là tươi như vậy. À, dòng giáng hương quế tím này em bán chỉ có 140.000 trong 1 kg thôi, à, một nhánh quế tím khi mà nở cũng có thể cho một cái giò lan rất là xinh đẹp như thế này rồi với 0,3 cô chú anh chị về ghép một trụ hay là những cái chậu lan rất là đẹp luôn mà với số tiền cũng chỉ hơn có 40.000 thôi đúng không ạ sang bên này đây thì em đang có cái dòng lan hoàng thảo hoàng lạp ạ hoàng thảo hoàng lạp đấy cô chú anh chị à, những cái giả hành căng mướt luôn thời điểm bây giờ cây đang cây đang ngừng phát triển và đang chuẩn bị cho một mùa hoa mới đấy, những cái bắt đụ cũng đang bắt đầu là lồi lên như thế này rồi cô chú anh chị này đó. và cái um, hàng thì cắt tỉa rất là kỹ luôn cô chú anh chị có thể thấy ạ đấy hàng xanh mướt như thế này cắt tỉa kỹ gần như là mỗi một giả hành đều là những thân hoa và giá chỉ có 130 trăm ba trong một kg thôi nhé cô chú anh chị nhé hoàng thảo hoàng lạp ạ còn bên này đây ạ là sơn thủy tiên này cô chú anh chị nhìn này cái dòng sơn thủy tiên cô chú anh chị nhìn thoáng nhiều anh chị cứ nói rằng là sơn thủy tiên và hoàng lạp À, không có gì khác nhau và sơn thủy tiên thì uh, phải là cái họng đen nhưng mà cô chú anh chị nhìn thấy ạ nhìn như vậy cô chú anh chị có thể dễ dàng phân biệt được sơn thủy tiên với cả hoàng lạp đúng không ạ sơn thủy tiên thì cái giả hành mập hơn cái bản lá ngắn và dày hơn đúng không ạ bản lá ngắn và lá dày hơn còn hoàng lạp thì lá nó sẽ mỏng hơn đấy dòng sơn thủy tiên cũng vậy này hiện tại cây cũng đang bắt đầu là tích dưỡng chất này mỗi một cần như vậy có thể mỗi một cái củ như vậy ạ có thể cho vài cái chùm hoa luôn nhé cô chú anh chị nhé đấy Và sơn thủy tiên căng và đẹp như thế này Giá em đang bán là 180.000 trong 1kg Những cái dề vừa xinh vừa tầm ghép với nhà giả hành tăng mướt mú luôn ạ à. À, Sang bên này đây thì em đang có những cây lan kiều tím miền trung Hay còn gọi là kiều hồng đẹp cái dòng kiều tím miền trung kiều hồng cái mùa này cô chú anh chị lấy là một mùa chơi hoa trọn vẹn mà giá thì rất là phải chăng nhiều cô chú anh chị cứ đến cái mùa mà cây nhú nụ rồi ạ thì bắt đầu mới nói rằng là cây nhú nụ rồi bắt đầu mới nói rằng là à, lấy kiều tím và muốn là hàng nụ thì thực sự là khi mà cái hàng mà đã 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 đến cái mùa mà đến khi đấy ạ khi mà nó đã nhú nụ rồi ạ thì cô chú anh chị đóng gói vận chuyển đi xa hoặc là vận chuyển từ rừng về về thì chắc chắn rằng là cây nó sẽ không thể nào mà giữ được cái nụ hoa trọn vẹn đâu đúng không ạ mà lúc đó thì đi gãy một hai cái nụ hoa cô chú anh chị lại kêu ca phàn nàn là hàng gãy nụ hoa rồi nọ kia đó nên là cô chú anh chị mà muốn có một cái mùa hoa trọn vẹn thì đây là cái thời điểm quá tuyệt vời và giá thì chỉ có 320 trăm hai mươi cho một kg thôi à, hàng vừa từ, từ rừng về gốc ẩm tươi roi rói như thế này còn thơm mùi rừng luôn cô chú anh chị nhé À, tiếp sang bên này đây thì em đang có cái dòng lan đùi gà dẹt đây ạ. Dòng đùi gà dẹt hàng cắt tỉa quá là tuyệt vời. Xanh mướt như thế này. Đó, cái lô gà dẹt về. Cái dòng đùi gà thì nói chung là cái năm nay tiết đi sớm như thế này. Thì sẽ có rất là nhiều, rất là nhiều. Những cái cây lan mà nó, nó sẽ nở vào cái thời điểm Tết ạ. Cái đùi gà dẹt thì thời điểm bây giờ cũng đang chuẩn bị là nhú nụ rồi. Những cây... Cây gà thì nói chung là nó nở hoa khá là sát tết Nên là với tiết đi sớm như năm nay thì chắc là rất là nhiều cây loan Lan đặc biệt là cây đùi gà cũng sẽ có thể là nở hoa đúng cái thời điểm tết luôn Thì cái dòng đùi gà dẹt của ngày hôm nay này, tươi giói xanh mướt như thế này Em đang bán với giá chỉ có 170.000 cho 1kg thôi cô chú chị, chị nhé thực sự hàng quá là tuyệt vời. Bên này đây thì em đang có hai cái lô đùi gà tròn, và cô chú anh chị có thể thấy hàng gà tròn vùng Tây Bắc. Có những cái thân nó đã nhú nụ rồi cô chú anh chị ạ. À. Gà tròn vùng Tây Bắc nhé cô chú anh chị nhé Đây cô chú anh chị này, đó, có những thân nó đã nhú nụ rồi. Những cây như thế này à về cô chú anh chị những nơi ấm áp là nó sẽ ra nụ rất là sớm luôn. Đây em có hai lô này, lô này gọi là lô số 1 này. Là một chậu đẹp luôn và lô số 2. Mỗi một lô em đồng giá là 80.000 cho một lô đi cô chú anh chị này Và tiếp sang bên này đây thì em đang có cái dòng long à, Ngọc Thạch ba màu đi cô chú anh chị Cái dòng lan Ngọc Thạch ba màu ạ Ngọc Thạch ba màu bắc cô chú anh chị nhá Khi mà nở hoa chắc chắn là sẽ với ba màu sắc rất là rực rỡ và đẹp luôn Ngọc Thạch ba màu này em đang bán với giá chỉ 130.000 trong 1 kg thôi đó và đây là cái thời điểm đẹp trong năm để cô chú anh chị ghép những cây thân thòng đấy ạ. Cô chú anh chị thấy là như bên shop em thì những cái mùa mà cây đang độ phát triển không phải mùa đông ấy thì gần như là những cây thân thầm này em không bán đúng không ạ khi mà đến ra hoa xong rồi thì những cái cây lan này gần như là em không bán luôn bởi vì bán những cái thời điểm đó là cây sẽ không có khả năng sống à, khả năng sống của nó sẽ rất là thấp nên là em chỉ bán khi mà cây đang nghỉ như thế này đang nghỉ và đảm bảo cô chú anh chị rằng một cái thời điểm đẹp để cô chú anh chị dễ trồng thuần nhất cũng như là uh, có thể thưởng thức những bông hoa đẹp trọn vẹn nhất. Còn bên này đây sẽ là những cây long tu xuân này cô chú anh chị này, một trong những cái dòng lan mà có thể nói rằng là dễ dễ thuần dễ chăm nhất cũng có những dề quá là đẹp như thế này. Rễ rất là to và đẹp luôn ấy, cô chú anh chị. Một trong những dòng lan dễ thuần dễ chăm nhất và sai bông nhất trong tất cả những dòng hoa lan đấy ạ. Long tu xuân 180 000 trong 1 kg nhé. Và sang bên này đây ạ sang bên này đây Cô chú anh chị cùng em ngắm một cái lô hoàng thảo u lồi Hàng đẹp mê mẩn luôn Đó hôm nay em lên một cái kênh, một cái trang một anh chị nào đó à, Ghép một cái giò u lồi mà chỉ là từ những cây như thế này thôi Ghép khoảng tầm 6-7 thân mà người ta bán đến lên đến 5-6 thân đúng không ạ Bán 400 000 500 nghìn một giò Thì đây cô chú anh chị nhìn này, hàng nụ quá đẹp luôn Đều tăm tắp như thế này đó, như cây u lồi một trong những dòng lan có thể nói là bông hoa to và đẹp nhất trong tất cả những cái dòng hoa lan nở hoa đúng vào cái thời điểm tết luôn cái nụ bây giờ này đang vừa tầm như thế này Đó, chi chít là nụ luôn đảm bảo cô chú anh chị có một cái giò lan tết đẹp nhất những cái giò lan tết đẹp mắt nhất và giá thì cực rẻ luôn đấy em nghĩ rằng là với cái vẻ đẹp của nó và với cái giá này thì chắc chắn rằng là nó sẽ rất là rẻ 1 kg u lồi hôm nay thì về em mua đội giá rất là cao luôn. Tuy nhiên thì em vẫn để giá cho cô chú anh chị mình ạ. Chỉ có 240 000 cho 1 kg thôi. Thân nào thân đấy nù ú ụ luôn. Cái lô hàng hôm nay về phải nói là siêu vip cô chú anh chị ạ. Thân to và rất là mập mà lại không có quá dài. cây rất là vừa tầm luôn cô chú anh chị nhé Mầm gốc thì xanh mướt như thế này. Cái lô u lồi hôm nay về đẹp mê cô chú anh chị ạ. Còn bên này đây ạ. Hoàng thảo Trúc Phật bà cô chú anh chị ngắm cho em ạ hàng 100% đẹp mê mẩn như thế này này cô chú anh chị. Quá là quá là đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhá. Cây đều tăm tắp luôn. Cái dòng hoàng thảo uh, Chúc trúc Phật bà này thì cái độ đẹp của hoa khỏi phải bàn luôn với cái mặt bông vô cùng là sắc nét và không chỉ vẻ đẹp của cái hoa đâu ạ à, mà cô chú anh chị chơi lan lâu thì biết rồi cái cây trúc phật bà này ngay từ cái thân của nó đấy ạ đã tỏa ra cái mùi hương thơm ngai ngái như cái mùi thuốc bắc ấy, tạo cảm giác vô cùng là thư giãn luôn đấy là chỉ có mùi hương thôi cô chú anh chị nhé mùi hương từ thân thôi ạ à, còn chưa nói đến cái mùi hoa đâu ạ à. một cái cây hoàng thảo một cái cái đây hàng chi chít là nụ đẹp như thế này này cây vừa tầm ghép xinh xinh đẹp luôn và giá ở đây em đang để là 500 trăm nghìn cho một kg cái dòng lan này này người ta quan niệm rằng hoàng thảo chúc phật bà này người ta quan niệm rằng là uh, tết đến xuân về mình có một cái giò lan uh, chúc phật bà như vậy trong nhà ấy ạ uh, sẽ uh, sẽ 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 đem đến cho mình những cái vận may những điều an lành cho một năm mới ạ chính vì vậy mà Uh, rất là nhiều anh chị không phải chỉ vẻ đẹp quá là xuất sắc của nó hương thơm từ thân và hoa vẻ đẹp tuyệt vời của nó mà còn một cái ý nghĩa rất là tuyệt vời còn mang một cái ý nghĩa tuyệt vời như vậy nhé cô chú anh chị nhé đây thì em bán ngay từ 0,3 kg rồi cô chú anh chị ạ ạ à, chỗ này này cô chú anh chị này Hoàng Thảo chúc Phật bà em xin nhắc lại giá đây là 500 000 cho 1 kg. Tuy nhiên thì em sẽ bán ngay từ 0,3 kg rồi. Đây cô chú anh chị cùng nhìn cho em. Hiện tại em đang cân một lô ở đây là 0,3 kg. Hàng 100% thân tơ và cô chú anh chị sẽ được khá là nhiều những cái thân tơ đẹp như thế này. Đó, đảm bảo cô chú anh chị có một cái giò lan cực kỳ là xinh đẹp luôn. Đây, với 0,3 đúng không ạ? là cô chú anh chị được một cái lượng như thế này rồi em bán ngay 0,3 cô chú anh chị muốn lấy 0,3 0,4 hay là 0,5 hay là 1 kg thì cô chú anh chị cứ báo em hàng thì đảm bảo là siêu đẹp mê mẩn như thế này cô chú anh chị nhé và tiếp sang bên này đây ạ à, em có một cái dề dâu rồng hay còn gọi là dề là thông đất một cái cây mà vừa mang cái tiểu cảnh mà vừa mang vẻ đẹp có thể làm tiểu cảnh đặc biệt là nó có thể điều trị và hỗ trợ và điều trị bệnh teo não của tuổi già cực kỳ là đắc lực dề này em bán là 70.000 nhá và bên này đây thì em đang có hai cái lô hoàng nhạn thưa chú chị ạ. Hoàng nhạn này, một cái lô hoàng nhạn cây rất là to. Cái lô này gọi là lô số 1 đi ạ. Ba cây hoàng nhạn cực kỳ là to đẹp này, em xin phép được bán với giá là 100 000 nghìn nhá, chú chị nhé, Và lô số 2 ạ à, là có hai cây cũng khá là lớn này. Hai cây này em bán là 50 000 nghìn Đấy, cái mùa ghép của những cây lan à, rất là đẹp trong năm đây ạ. Một cái lô hoa hoàng, hoàng cam kèm theo một cái nhánh kim điệp nhựa mà em thấy đâu là đang bắt đầu là nhú nụ rồi. Cái lô này em bán có 20.000 thôi lô hỏa hoàng cam này thì là nó có bị gãy ngọn nhé của chính chị nhé và bên này đây ạ à, duy nhất một cái lô dáng hương tam bảo sắc ạ à. một cái lô sang dáng hương tam bảo sắc đẹp như thế này về cô chính chị là một giò đẹp và thơm nước mũi ở mùa xuân luôn có 50.000 nghìn trong cái lô dáng hương tam bảo sắc như vậy thôi ạ à. bên này đây cô chính chị cùng ngắm cho em những cái giò địa lan phải nói là vô cùng là xinh đẹp luôn những cái cây ba bông những cái cây địa lan cái khuôn bông hoa tròn đều khi mà mới nở thì cái sắc hoa nó sẽ hơi hơi uh, sẽ kéo cái, cái màu sắc đỏ hồng như vậy và cái lưỡi này lưỡi nhung đỏ rất là đẹp luôn đúng không ạ khuôn bông hoa bầu tròn cực kỳ là đẹp luôn và khi mà nó nở lâu hơn một chút xíu ạ thì cái bông hoa của nó sẽ đậm đà hơn nhé các anh chị nhé đây ví dụ như cái cần hoa này nó nở lâu hơn thì cái sắc hoa của nó sẽ đậm hơn đó rất là đẹp và cái độ bền của nó phải tầm tháng hơn một tháng nhé các chị nhé cái chậu địa lan khỏe và đẹp như thế này này đó, cô chú anh chị về thưởng thức hoa ngay ạ và cũng có một cái chậu lan cây giống tuyệt vời, cây cực khỏe luôn, mầm gốc đang lên nữa này cô chú anh chị. Một chậu như vậy em đang để giá có 170 000 nghìn thôi ạ. Và bên này đây ạ, một cái mặt bông cũng không kém phần xinh đẹp ạ, tuyệt vời luôn cô chú anh chị. Cái sắc hoa màu hồng rất là một màu, màu vàng cực kỳ là sáng. Nổi bật là cái lưỡi đỏ, đỏ nhung rất là đẹp như thế này. Chậu thì hiện tại là có những cây đang nở hoa nhá, bên ngoài đẹp hơn rất là nhiều cô chú anh chị ạ, bên ngoài nó sáng và đẹp hơn rất là nhiều cái mặt bông này này. bông hoa của nó vàng vàng đậm và sáng hơn rất là nhiều so với trong ảnh của em ở đây nó đẹp lắm cô chú anh chị ạ và chậu này ấy thì nó cũng đang có khoảng tầm 3 cần hoa và cây cũng rất là khỏe luôn đang vừa mới nở thôi nên với câu chú anh chị vẫn có thể thưởng thức hoa trong thời gian rất là dài giá cũng là 170.000 trong một chậu như vậy nhá ngoài cái việc thưởng thức hoa trong năm nay cô chú anh chị còn có một cái cây giống rất là xinh đẹp như vậy và bên này đây ạ là những cái chậu lan hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài nhá một chậu hồ điệp lá biên lá phát tài này nó đang có 2 cho đến 3 vòi hoa trở lên ạ. Và hàng này thì chắc chắn rằng là sẽ chuẩn Tết luôn. Và cô chú anh chị thấy rồi đấy ạ, cây rất là khỏe như thế này, cô chú anh chị. Đó, và một cái chậu lan hồ điệp lá biên và lá phát tài. Em chỉ bán có giá có 45 000 cho một chậu thôi cô chú anh chị ạ. 45 000 thôi cô chú anh chị nhá. Mà cây có hai ngồng hoa luôn, sẽ nở hoa Tết. Cô chú anh chị mình có thể lấy một chậu ạ, nếu như muốn có vẻ đẹp là nhẹ nhàng, à, thanh thoát, cô chú anh chị có thể lấy một chậu thôi. À, đến khi nó nở hoa cũng rất là xinh rồi ạ à. Để trong phòng khách hay là bàn làm việc cũng cực kỳ là xinh rồi Độ bền của nó phải tầm hơn 2 tháng đúng không ạ à, Cô chú anh chị muốn có một cái giò lan gọi là nó rực rỡ hơn Rực rỡ hơn cả một cái làm sáng bừng cái không gian đi Cô chú anh chị có thể lấy cho em khoảng tầm 3 cho đến 5 chậu ghép lại Là có một cái dòng hồ điệp lá biên cực kỳ là rực rỡ luôn rồi cô chú anh chị này Thì ở đây thì cô chú anh chị có thể cùng em ngắm cái vẻ đẹp sự kết hợp rất là hoàn hảo sắc đẹp bông hoa thân lá của dòng hồ điệp lá biên đẹp. ạ và bên này ạ à, cô chú anh chị cùng ngắm cho em những cái chậu lan hoàng thảo chuỗi ngọc này những cái chậu lan hoàng thảo chuỗi ngọc thân thắt đốt sáng bóng rất là đẹp như thế này này cô chú anh chị này đó hiện tại thì có những cây nó đang bắt đầu là nhú nụ ra bật nụ như thế này nhá cô chú anh chị nhá đây, đang bật nụ như thế này này đó rất là đẹp luôn một cái dòng lan mà không chỉ đẹp hoa đâu ạ mà ngay cả cái thân của nó cũng rất là đẹp cái sắc hoa của hoàng thảo chuỗi ngọc thì cực kỳ là rực rỡ trên thân có ba khi mà nở hoa một bông hoa có ba màu sắc rất là đẹp bền và thơm nói chung là một cái cây lan rừng mà có đủ những cái yếu tố những cái yếu tố để mà đáng thưởng thức nhất với chậu hoàng thảo chuỗi ngọc như vậy năm nay có thể nở hoa từ những th cái thời điểm tết cây cũng đang nhú nụ như này rồi thì một cái chậu như thế này em đang để giá có 160.000 thôi cô chú anh chị nhé chậu hoàng thảo chuối ngọc rơi từ 5, 6, 7, 8 thân hoa trở lên ạ Và sang bên này đây ạ Đảm bảo cô chú anh chị rằng Những cái giò lan thanh đạm Indo Bao giá rẻ nhất cả thị trường cho cô chú anh chị mình Một cái chậu thanh đạm Indo như thế này này Đang nở hoa nhé cô chú anh chị nhá Đang nở hoa và hương thơm thì vô cùng thơm luôn Thơm nức luôn cô chú anh chị ạ một cái chậu thanh đạm Indo mà đã đang nở hoa như vậy Hôm nay em chỉ để giá có 160.000 nhé Cô chú anh chị nhé Việc sở hữu một cái giò thanh đạm Indo như vậy với nhiều anh chị chơi lan lâu Mà đã từng thưởng thức chắc chắn là một cái điều chân ái đối với cả mình bởi vì nó rất là thơm ạ à. Còn một chậu này nó đang nở, đang có nụ đây cô chú anh chị Chậu này đang có nụ Thơm lắm luôn đấy cô chú anh chị, thơm nước luôn Chậu này đang có nụ Mà thôi em để giá 160.000, em có một cái chậu bên này mà có rất là nhiều nụ luôn 5 6 nụ cái gì đó thì cô chú anh chị về thưởng thức hoa ngay. Em xin phép được bán giá cao hơn một chút xíu là chậu này em bán là 190 000 nhé nhá cô chú anh chị nhé Đấy, 190 000 cho chậu này. 5 hay 6 nụ hoa đấy, 5 nụ, 6 nụ hoa cô chú anh chị ạ. 190 000 cho chậu này. Còn lại thì những cái chậu đang nở hoa kia em đang bán là 160 nhé Và bên này đây sẽ là những cái chậu la lan 5 cánh trắng Phú Thọ, hàng về một cái lô cực đẹp luôn như thế này. Cái dòng Phú Thọ mà hàng này hàng chuẩn ươm ki nhé cô chú anh chị nhé Chứ không phải là cái hàng gieo hạt đâu cô chính chị ạ. Mà giá trước đây nhiều cô chính chị muốn lấy thì cũng muốn thưởng thức hoa. Có lẽ cũng là, cũng cũng có thể rằng là kinh tế có thể không cho phép ạ. À, hoặc là nó quá là đắt đỏ thì mình cũng cảm thấy là không xứng đáng với cái đồng tiền mình bỏ ra đúng ạ. Tuy nhiên thì thời điểm hiện tại thì một cái cây trước đây là sen người ta tính tiền triệu. Còn bây giờ ạ thì một cái chậu lan như thế này, phú thọ chuẩn mặt bông cây giống hàng ươm kỳ. một cái mặt bông không phải chỉ đẹp ở trong nước đâu mà bên nước ngoài cũng là một cái vẻ đẹp nổi tiếng cả bên nước ngoài cũng được lấy và người ta cũng nhân giống ạ hoa rất là đẹp chậu lan cơ sở của dòng lan va cô chú anh chị nhé một cái dòng lan cơ sở của dòng lan va đấy ạ một cái chậu phú thọ chiều cao 7 80 cm mập nù đẹp như thế này em đang có những cái chậu mà nó đã kích hoa rồi thì em bán giá là 90.000 cho một chậu còn những cái chậu mà chưa kích hoa ấy ạ những chậu mà chưa kích hoa thì em xin phép được bán với giá chỉ có chỉ có bao nhiêu nhỉ? Em bán chỉ có những chậu kích hoa rồi là 90, còn những chậu chưa kích hoa là 80 cô chú anh chị nhé à, với cái chậu chiều cao là 7 80 cm thì cô chú anh chị mình lấy khoảng tầm 3 chậu đi ạ là có tác phẩm đẹp rồi mà riêng cây phú thọ thì thân nó rất là mập luôn, dễ phát triển cũng như là sai hoa cô chú anh chị ạ, chứ không phải là như nhiều dòng lan khác đâu ạ. Năm à, cánh trắng phú thọ nhé, Rất là đẹp, rất là rẻ như vậy. 80 90 000 cho một chậu thôi. Và sang bên này đây sẽ là dòng giả Hạc Pháp ạ. Cái chậu lan giả Hạc Pháp hiện tại thì em thấy là có những cây nó cũng đã bắt đầu đắn nụ rồi nhá, một trong những dòng lan mà nở hoa thời điểm Tết trước đây người ta cũng tính theo thân. Thân cũng vài à, trăm nghìn hơn trăm nghìn Thì bây giờ một chậu rơi 7, 8, 9, 10 thân như thế này Giá em bán chỉ có 100, à, 130 nghìn cho một giò thôi Hàng đã xuống lá rồi Có những thân đã nứt nụ rồi cô chú anh chị ạ Đây mặt bông giả pháp đấy ạ Sắc hoa đỏ thắm như thế này nhá kiều tím thái cho cô chú anh chị nào đang cần tìm mặt đông kiều tím mà đẹp như ý ạ. À? Không làm cô chú anh chị mình thất vọng là tại sao mua kiều tím mà lại ra đẹp không như ý, lại tím không như ý đây thì đây là một cái lựa chọn cho cô chú anh chị một chậu thì là một bụi rất là to và như đẹp như thế này thì em đang bán một chậu như thế này chỉ có giá là 170.000 thôi duy nhất một chậu kiều lộc bắc ạ à, 150.000 cho một cái chậu kiều lộc bắc này cô chú anh chị nhé và sang bên này đây sẽ là những cái chậu địa lan quân tử ạ à, cây to bự tràng luôn đủ trưởng thành đủ đẹp để có thể cho những cái bông hoa tuyệt vời nhất và một cái dòng lan không chỉ uh, chơi thân lá đâu ạ à tạo cái không gian xanh trong gia đình mà nó còn mang ý nghĩa phong thủy và mang cái tác dụng rất là tuyệt vời đó là thanh lọc không khí cô chú anh chị nhé thanh lọc không khí loại bỏ những chất khí độc hại uh, ngay trong không khí và loại bỏ ngay cả những tia sóng từ điện thoại hay tivi đấy là em đọc tìm hiểu được nhé đấy, đấy là cái tác dụng rất là tuyệt vời và có thể tạo ra một cái không gian rất là tuyệt vời cho những thành viên trong gia đình một chậu như vậy chỉ có giá 70.000 thôi cô chú anh chị này À bên này đây sẽ là những cái chậu lan vanda nhú nụ đẹp tuyệt vời và cây khỏe tuyệt vời đẹp như thế này thì dòng này thì em nghĩ rằng là hoa của nó sẽ nở vào đúng cái thời điểm tết nhé cô chú anh chị nhé à, đẹp mộng mơ luôn cây khỏe tuyệt vời như thế này và tất cả những cái chậu này thì em đang đang đánh ra dấu màu sắc hết rồi đấy ạ à, hàng sẽ chuẩn màu nhé cô chú anh chị nhé chuẩn màu cho cô chú anh chị mình nhú nụ và hàng này thì cô chú anh chị sẽ thưởng thức hoa Tết ạ. À. Về cô chú anh chị có thể để nguyên cả chậu như thế này hoặc là để sang với chậu mới ờ, thì đều được ạ. À. Cây dễ sống dễ chăm. Mặt bông vanda đảm bảo giá rẻ nhất cả thị trường cho cô chú anh chị. Hàng nhập trực tiếp và ở đây chỉ chạy số lượng thôi. Một chậu có 110 thôi cô chú anh chị nhé Một chậu vanda đẹp như thế này có 110 000 thôi. Đây em đang có 5 màu sắc mà chuẩn màu. Màu số 1 này. Màu số 2 ạ. À. Màu số 3 Màu số 4 đây cô chú anh chị nhé Và màu số 5 Đó, Có 5 màu sắc như vậy Cô chú anh chị chọn màu nào cứ báo em ạ Đảm bảo hàng chuẩn hoa cây giống cho cô chú anh chị Và cây đẹp như thế này Và bên này đây sẽ là những cái cây lan cắt lai like A Mệnh danh là nữ hoàng của các dòng lan đây ạ Một cái chậu cát như vậy có những cái bụi rất là to cô chú anh chị này đây bụi to huỳnh luôn có những bụi to huỳnh luôn cũng có những cái cây nó chậu nó nhỏ hơn nhé nói chung là nó tùy vào cái tùy vào cái cái màu sắc hoa thôi ạ và một cái chậu hàng thuần chuẩn hoa chuẩn mặt bông như thế này em đang bán có 80.000 thôi thì ở đây em đang có các màu sắc này màu số 1 đây ạ. màu số 1 là cái bụi to đùng như vậy nhá của chị nhá tầm hoa chung và rất là đẹp à, cái mặt bông số 2 là trắng này và mặt bông số 3 đây ạ mặt bông số 4 này và mặt bông số 5 đây cô chú anh chị có 5 mặt bông như vậy cô chú anh chị chọn màu nào thì cứ báo em còn bên này đây ạ à, là những cái cây em còn duy nhất nhá hai cái chậu hai cái chậu đen đô thôi ạ à. hai cái chậu đen đô mà mặt bông đẹp mà em nghĩ rằng bất cứ một anh chị nào chơi lan thì đều muốn săn tìm luôn ạ à. đều muốn săn tìm luôn cô chú anh chị cùng nhìn cho em mặt bông chớp tím đỏ xưa chớp tím đỏ xưa cô chú anh chị nhé còn duy nhất một chậu thôi ạ, à, hàng chuẩn cây giống và hàng ươm ki nhé. Một chậu này có ba giả hành đẹp như thế này. Em đang bán là 350 000 ạ. À. Cô chú anh chị mình có thể so giá luôn cho em đây. Mùa chậu người ta bán trong tháng 12 này thôi ạ. À. Đó, mặt bông tím đỏ xưa nhé cô chú anh chị nhé. Đây. Zin bé tí tiệu như này, 2 kg thôi người ta cũng bán đến 350 000 đây cô chú anh chị nhé. Đây ạ, à, 350 000 nghìn đây ạ. À giá bao rẻ vô cho cô chú anh chị và hàng chuẩn nhé còn bên này sẽ là dòng chớp bịp một chậu duy nhất chớp bịp này em đang để giá là 130.000 bên này đây sẽ là những cái chậu năm cánh trắng hậm hồng thời điểm bây giờ cây cũng đang nhú nụ hoa rồi cây cũng đang nhú nụ hoa rồi đây cô chú anh chị nhìn này hoa đều tam tắp luôn nụ đều tam tắp luôn đang nhú nụ này cô chú anh chị nhìn này đó đang bắt đầu là nhú nụ sưng nụ này đấy cô chú anh chị có thể thấy ạ nụ xanh len lét luôn đảm bảo là chuẩn mặt bông cây giống luôn cô chú anh chị nhé hàng chuẩn hoa tết luôn cho cô chú anh chị mình năm cánh trắng ngọng hồng trước đây em còn nhớ một cái thân bé tí thôi cũng vài trăm nghìn cái mặt bông rất là đẹp như thế này còn hiện tại thì nó siêu rẻ luôn cô chú anh chị ạ siêu rẻ luôn đáng thưởng thức ạ với chậu lan đẹp như thế này mà tết đến mình có một cái giò lan như vậy ở trong nhà thì em nghĩ rằng là không có gì tuyệt vời hơn như thế đúng không ạ một cái chậu lan đẹp một cái tác phẩm tuyệt vời với giá hơn trăm nghìn cô chú anh chị cái chậu này em gọi là chậu 29 này cô chú anh chị này. Đều đang nhú nụ hết rồi nhá cô chú anh chị nhá. Đây, nứt nụ hết rồi đấy ạ. Nở hoa đẹp trọn vẹn luôn với tầm nụ như thế này ạ. Cô chú anh chị đừng đừng để cái nụ nó dài quá, nhìn thì rất là thích mắt luôn nhưng mà vận chuyển đi ấy, thì nó có thể dễ bị uh, teo nụ bị bị hỏng nụ ấy cô chú anh chị. Mà cầm nắm vận chuyển thì nó cũng có thể uh, bị rụng nụ ra nên là cô chú anh chị nếu mà muốn thưởng thức ạ thì đừng bỏ qua giai đoạn này mà rẻ bèo bọt luôn cô chú anh chị. Chậu 29 rất là nhiều thân hoa như thế này nhá Đây mà giá chỉ có 120.000 thôi à, chậu 29 ạ và chậu số 30 này chậu số 30 hẳn 4 thân nhất chính chị nhé hẳn 4 thân hoa mà ở đây thì lại bị uh, lỗi cái đầu ngọn một chút xíu lỗi cái đầu ngọn một chút xíu có hai thân bị lỗi cái đầu ngọn một chút thôi cô chính chị ạ giá đêm đang để giá 100.000 thôi ạ và chậu tiếp theo sẽ là chậu số ở uh, chậu đây là chậu 29 còn bên này sẽ là chậu này là chậu 30 này là 100.000 chậu 31 ạ à. Chậu 31 đây cô chú anh chị này đây nụ đều tăm tắp và xanh len lét luôn có bốn thân hoa nhé cô chú anh chị nhé chậu này em đang để giá có 110.000 thôi ạ à. và tiếp theo sẽ là chậu số 32 ạ à. chậu này cũng là ba thân hoa mập nủ luôn trong đó thì có một thân nó cũng bị gãy bị gãy vì cô chú anh chị vẫn thưởng thức hoa bình thường cái chậu này em để giá có 100.000 thôi còn bên này đây này là cái chậu số 33 Chậu 33 bao nhiêu thân hoa đây cô chú anh chị Đếm cho em Như đâu là 5, 6 thân hoa Và cả chậu này em bán là 120 nghìn thôi ạ à. Cô chú anh chị chọn chậu nào thì cứ báo em nhé Và tiếp theo là chậu 34 ạ à, Thân căng mướt và rất là đẹp Có cái thân dài đến cả 8, 90 cm gì đó Cái chậu này em đang để giá có 120 nghìn đi cô chú anh chị Và chậu tiếp theo là chậu 35 Chậu 35 này rơi vào tổng là 5 thân hoa Trong đó có một cái thân này bị gãy này 2, 4, 5, 6 thân hoa luôn ạ Tính cả ngắn dài nhé chị chị Thì cái chậu này em đem để giá là 110.000 thôi Và tiếp theo sẽ là chậu 36 Chậu 36 này có 2 này 3, 4, 5, 6 thân hoa 120.000 cô chú anh chị Quá là đẹp luôn đó Hơn có 100.000 thôi Cô chú anh chị có một chậu lan đẹp như thế này rồi Tiếp theo sẽ là chậu số 37 ạ 3 thân hoa này Nhìn thôi chưa có nở hoa đâu mà nhìn thế đã rất là đẹp rồi Chậu này em bán là 110.000 110.000 cho chỗ 37 Cái này đây sẽ là giả hạc chớp Mỹ ạ Cái dòng giả hạc chớp Mỹ này thì bên em cũng sẽ bảo hành cho cô chú anh chị Rằng là hàng sẽ hoa chuẩn Tết nhá Chớp Mỹ hay là năm cánh trắng họng hồng Thì đều có vẻ đẹp riêng Đó cái vẻ đẹp của hoa chớp Mỹ này, cánh hoa tím chớp đẹp độc đáo như thế này cũng sai bông từ gốc đến ngọn mà thân thì mập nú luôn và nhiều người chơi lan sưu tầm cái cây chớp mỹ không phải chỉ cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời đây một năm tết đến mà có một cái chậu lan như vậy ạ à, để trong nhà vừa rực rỡ vừa thơm nức đúng không ạ thì thực sự rất là tuyệt vời thì một cái chậu uh, chớp mỹ này hơi hiện tại à, cô chú anh chị có thể thấy là những thân đang bắt đầu là sưng nụ như thế này này nụ của nó cũng đang chuẩn bị là trồi ra khỏi thân nhé. cô chú anh chị nhá nên là hàng này thì bên em cũng bảo hành cho cô chú anh chị mình rằng là sẽ là rất là chuẩn hoa tết, đặc biệt là về những nơi ấm áp thì nó sẽ bung nụ rất là nhanh luôn, nụ sưng rất là lớn như thế này rồi, đấy, chuẩn bị bung ra khỏi thân nhé chính chị nhá, rất là đẹp luôn đẹp, người thân to đùng này, nụ bắt đầu là bật chuẩn bị bật từ gốc đến ngọn luôn, thì những cái chậu chớp mỹ này này, ở đây em gọi là cái chậu số 43 cô chú anh chị ạ, năm thân với giá chỉ có 140 000 thôi ạ. 140 000 thôi. Với giò như thế này là hàng năm thân là tạo ra tác phẩm đẹp rồi cô chú anh chị ạ. Tiếp theo này. Chậu số 44 ạ, chậu này cũng là năm thân, căng mướt luôn cô chú anh chị, thân mập nú luôn. Cái chậu này em đang bán với giá là 140 000 nhé Và tiếp theo sẽ là chậu số 45 ạ. Bốn thân này, bốn thân có thân dài 78 80 cm ấy cô chú anh chị. 140 000 ạ. À. Và chậu 46 này, cũng với giá 140 000 cho chậu này. 5 thân nhé cô chú anh chị. Và chậu 47 ạ. À. 47. 47 2 4 5 thân. Cũng 140 000 luôn. Và chậu 48 đây cô chú anh chị. 48 này. Chậu 48 này em xin phép được bán với giá 130 000 và chậu 49 này ạ. Mầm gốc cũng đang chuẩn bị bật luôn này cô chú anh chị này. Đấy, nụ thì cũng đang chuẩn bị là 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 sưng rất là đẹp như thế này. Quá là tuyệt vời luôn. Cái chậu ba thân này em đang bán là 130 000 ạ. 130 000 Ba thân đều tăm tắp chằn chặn luôn. Chậu số 50 ạ. Chậu số 50 là 2 4 5 thân. 150 000 cho chậu này, thân to nhá. Và chậu số 51 ạ. 140 000 Chậu 52 cũng với giá là 150 000 Đấy thì cô chú anh chị thích lấy chậu nào của bảo em. Này đây, đây sẽ là trầm rồng đỏ, cũng là một trong những dòng lan mà chủ về hoa Tết ạ. Cây bây giờ cũng đang xuống lá hết rồi, Chắc là nhiều cô chú anh chị đã từng mua trầm rồng đỏ với thân vài trăm nghìn đúng không ạ? Em đã từng bán thân trầm rồng đỏ 300 nghìn rồi Từ cái hồi thân trầm rồng đỏ 300 nghìn rồi Hơn 300 nghìn rồi cô chú anh chị Một cái chậu trầm rồng đỏ này Hiện tại thì giá cực rẻ luôn Hoa nó đẹp như là trầm rừng ấy Thân mập mú luôn Chậu 38, chậu này 4 thân ạ à. Giá ở đây em đang để là có 110 nghìn thôi cô chú anh chị nhé 110.000 thôi đảm bảo không làm cô chú anh chị mình thất vọng thân to như cái ngón tay cái như này này cô chú anh chị mà sai hoa tự nhiên và bông hoa to đùng luôn chậu 39 ạ à, cũng với giá 110.000 luôn nhé chậu số 40 40 quá là xung xuê em xin phép được bán 120.000 cho chậu này và chậu số 41 này chậu 41 246 thân em bán 130.000 và chậu số 42 cũng với giá là 110.000 luôn cái chậu này 3 thân nhưng mà rất là đẹp Sang bên này đây ạ. Thì em đang có những cái dề gà, những cây lan thuần rất là tuyệt vời luôn mà em đang chia theo hình rồi và những dề kiều tím này, kiều tím em có đang có bán hàng cân bên này là hàng đẹp mộng mơ mà em giới thiệu rồi ạ. 32 hoặc cô chú anh chị mình chọn cho em những cái dề đẹp tuyệt vời này ở đây cô chú anh chị nhé, Xin phép được giới thiệu từng hình một này. Hình ở đây thì em đang đi từ hình số 1 trở đi. Hình số 1 ạ. Một cái dề kiều tím, một cái dề này. Đúng như cái hàng thuần luôn, bắc trên rừng về. Cái dề phải nói là quá là xuất sắc luôn cô chú anh chị ạ Cái dề này cô chú anh chị về vài chục cái thân hoa Chắc chắn là sẽ làm một cái giò lan chấn vườn rất là đẹp Với giá em đang để là 490.000 cô chú anh chị nhá 490.000 ạ Không phải dễ dàng gì tìm được một cái dề kiểu đẹp và thân rất là nhiều thân hoa cũng như là xanh và đẹp như thế này đâu ạ, để ạ. Nguyên dề về ốp lên cây một cái là cô chú anh chị có một cái siêu phẩm một cái tác phẩm kiều rất là đẹp rồi sang hình tiếp theo số 2 ạ một cái dề kiều thân to như là cái ngón chân cái luôn cô chú anh chị này không biết sau này những chùm hoa của nó sẽ khủng như thế nào đó hàng lá mít và thân to khủng luôn cô chú anh chị nhá đây ngón tay cái của em nó không là cái gì so với cái thân này luôn thì cô chú anh chị tưởng tượng mập như thế nào đó, chưa bao giờ thấy một cái thân kiều mà nó to như thế luôn cô chú anh chị to mập cái hình kiều này em xin phép bán 260.000 cô chú anh chị nhá Hình kiều này đây ạ Mỗi một cây có, có lẽ là một cái chuồng hoa có khi to khổng lồ lắm đây Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 3 Cái giày kiều này Rất là nhiều những cái mắt nụ Sừng chi chít luôn đây cô chú anh chị à, Rất là đẹp luôn Cái giày kiều này em bán với giá 260.000 ạ à. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 4 Với giá Đẹp chưa cô chú anh chị 160.000 cho giày kiều này Và hình tiếp theo sẽ là cái hình số Quá là đẹp luôn Em xin phép được bán là 170 000 cô chú chị nhá. Hình tiếp theo sẽ là cái hình số 5 này, một cái lô kiều mà có 3 dề ạ. À. Ngắn đều tăm tắp luôn như thế này và hình này em xin phép bán 200 000 cho cả lô như thế này. Và bên này sẽ là những cái dề gà dẹt, gà dẹt thì em đang bán 170 Một kg xanh mướt bên kia hoặc cô chú chị mua cho em những cái tác phẩm đẹp ở đây. Đó, những cái dề nguyên một dề như thế này, kiều rẻ dẹ gà dẹt nhá. Chắc chắn một giò như vậy sẽ là một cái giò mà rực rỡ luôn cô chú chị ạ, à. đẹp rực rỡ luôn. Cái giò này em gọi là cái hình số bao nhiêu nhỉ? Hình số 6 nhá cô chú anh chị nhá, 170.000 cho nguyên một dề to bự và rất nhiều thân hoa như vậy. Hình số 7 này 200.000, rất là to. Hình số 8 ạ, à, quá là đẹp luôn cô chú anh chị. Một cái gì một cái dề phải nói là siêu phẩm luôn. Cái này thì bằng cái hàng thuần luôn ạ. À. Nguyên một cái dề như vậy, vài chục cái thân hoa đẹp như thế này đang để giá là 300.000 nhá cô chú anh chị nhá. 300.000 thôi ạ. À. Và hình tiếp theo sẽ là cái hình số 9 này. Cái hình này em đang bán 180.000 này. Và hình số 10 200 nghìn ạ Còn bên này đây sẽ là những cái chậu đai châu Thái Và hàng đai châu Thái này thì cái màu của nó là rất là đẹp luôn Hàng chậu cây đôi nhá, chú chị nhá Chậu cây đôi, một cặp cây đôi như thế này Em đang để giá có 180 nghìn cho một giò thôi Cô chú chị mình có thể lựa chọn Lựa chọn, đây màu sắc của nó đây cô chú chị Rất là đẹp Thì ở đây em xin phép được giới thiệu đến cô chú chị này Đi ngược một chút xíu nhá Chậu 19 này, 180 nghìn Chậu 20

trăm rưỡi cây kia bị lỗi lá cây này là hình số 14 rất nhiều cặp lá rất là đẹp luôn như thế này cây này em để giá là 160.000 thôi ạ và sang hình số 13 100 60.000 và hình số 12 cây này em bán 100 luôn và hình số 11 em để giá là 150.000 ạ những chậu dáng hương đuôi cáo của vùng cao bằng ạ ngắm thân lá thôi cũng đủ mê cô chú anh chị này chậu rất là đẹp như thế này Chậu này em gọi là chậu 26, 170 nghìn nhá Chậu 27 đẹp chưa cô chú anh chị nhìn cho em ba cây quá là to đẹp như này Em đang để giá 170 nghìn và hình 22, 170 Và hình 23 cũng là 170 ạ à. 24 cũng là 170 nhá Và 25 cũng là 170 nghìn Bởi bên này đây sẽ là những cái chậu dáng hương bạch nhạn Cô chú anh chị này Bạch nhạn cho ai yêu mến cái dòng hoa màu trắng ạ Chậu này 150 nghìn Hàng đã thuần sẵn rồi nhá cô chú anh chị cho ai yêu mến cái giò này nhiều cây như thế này đó, hoa của bạch nhạn này, thơm dịu ngọt tuyệt vời. Hình 27 100 000 và hình 28 là 160 ạ. Bên này đây, một cái món đặc sản mà em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị mình. Cô chú anh chị mình nhìn đi ạ. Đây là cái lạp sườn cô chú anh chị nhé Lạp sườn mà tự tay gia đình em làm, chọn từ cái nguyên liệu à, lợn bản ngon nhất và tươi nhất để làm ra những cái lọt lạp sườn này phơi và hun bằng bã của cây mía nên là cô chú anh chị nhìn thấy là lạp sườn rất là vàng như thế này à, hàng không chất bảo quản chất không chất phụ gia cô chú anh chị nhìn có thể thấy được cái chất lượng của nó rồi đúng ạ nhìn cái thịt rất là tươi ngon như thế này rồi và một cái túi lạp sườn như thế này em đang đóng gói là nửa kg mà cô chú anh chị mình ăn cả ngày không hết luôn một ngày chắc là gia đình ăn mình ăn không hết luôn nhé đó thay vì và em bán một túi như vậy ạ là chỉ có 130 000 thôi. Cô chú anh chị lấy 1 kg là đóng gói hai túi nhá. Hai túi là 1 kg với giá là 250 000 Đảm bảo cô chú anh chị ăn thì sẽ không bao giờ quên luôn cái món lạc sườn của nhà em cô chú anh chị ạ. Đảm bảo chất lượng. Thịt thơm ngon. Thịt thơm ngon của cái vị lạc sườn đặc trưng nhất cô chú anh chị nhá. Bên này là chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng em bán với giá một túi như vậy là một kg kilo, nửa kg 170 000 à, Có vị thơm ngon và ngọt hậu rất là tuyệt vời. Trồng vùng núi phe đén với độ cao trên 1.000m vuông và quanh năm sương mù bao phủ luôn nên là sẽ có cái vị thơm ngon cũng như là độ đặc biệt riêng. ở bên này thì em có cái món là chè dây. Chè dây này em đang để giá là 20 uh, 50 000 cho túi nửa kg. Tiếp sau bên này đây thì những chế phẩm mật tư dành cho Hà Lan ạ, vỏ thông đủ size 1234 vỏ thông vụ đồng giá 20 000 cho kg, rêu rừng 50 000 trong kg. Duy xanh 50 000 Hùng Nguyễn 25 000 trong một lọ, 50 000 trong một cặp. À, uh, Atonic 12 000 cho một gói nhé Dưỡng chất AB 85 000 cho một lọ Xúc thai hóc môn tăng trưởng 5 000 cho một lọ B1 Thái 40 000 Liền da mỹ tiến 40 000 Liền da à, đâu nhỉ Siêu da dễ nở 3M 30 000 cho một lọ Liền da mỹ tiến 40 000 Liền da sẹo đen 50 000 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30 000 3 loại phân bón lá đồng giá 35 000 Kim Kim Bun đặc trị thối nhũn 25 000 một gói và chi cho đề ma phân bón vi sinh tháng 55.000 một túi và phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh làm từ dịch chuối phân châu độ tương đã ủ men vi sinh ủ kháng trong một trên hai Tháng, sản phẩm với giá 35 000 Bên này thì em có sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, rất là nhiều những công dụng tuyệt vời. Với giá em bán là 35 40 000 cho một túi, em một lọ. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay mà bên em đang có Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em dừng clip ở đây.